khuyến mãi, khuyến mãi thôi, vậy nè, khuyến mãi thôi, vậy nè. Quay heo ra. Có ba khuyến mãi rồi. Đúng 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 thì hôm thứ ba vậy đây, thứ ba gì đây là lấy mãi. Chúng con là đang tới là ngày thống mỹ rồi. Mỗi tháng có 10 cái, 2 cái là đủ rồi. 2 cái là đủ. Con cháu vậy? Con cháu vậy? Trời nó nghe nè, tôi mong chứ ông chung cô ba lấy chồng để tôi bảo tốn bao lì xì mà cô ba cứ ngồi chờ tôi lì xì hoài á. Bây giờ cô ba ở vậy rồi á. Dạ cái kiếm vàng nha, em mới cho vui vẻ. Dạ không kịp. Thứ hai lòng kịp. Hả? Chưa mạnh chưa? Chưa bơ chưa mạnh. Á! Giả bộ nó chẹo vòng. Nó lấy lại tao nó không nhớ đâu. Rồi, nó không phải nhậu đâu, nó không phải nhậu đâu. Nó không phải nhậu. Rồi kiếm hả? À, chơi xong. Cô Dũng. À. Chị kiếm, chị kiếm. Rồi về ha. Rồi kia đâu? Mới kia đâu? À, Tùng mày gọi trễ rồi, cũ mới vừa đi rồi. Đi đâu rồi? Cũ đi đâu rồi? Cũ đi uống cà phê rồi. Cà phê hả? Oh.